Quỳnh Lương thân mến, trong tất cả bốn cặp đôi mà xuất hiện trong đêm chung kết ngày hôm nay á, thì là em và Hồ Trung Dũng kia là rất là khó để mà chọn bài so với ba cặp đôi còn lại. Bởi vì anh cũng giải thích cho khán giả hiểu luôn là đối với những cái cặp đôi ví dụ như nữ với nữ, nam với nam thì rất là dễ chọn một cái bài hát hay là một cái tông giọng. Nhưng mà ở những cái tiết mục mà nam nữ như vậy á, để chọn một bài hát mà có thể gọi là công bằng với cho cả giọng nam và giọng nữ thì rất là khó. Một là phải là rất là cao với nam, hoặc là hai là rất là thấp với nam. Và anh để ý là trong tất cả các tiết mục mà Dũng chọn cho em á, thì Dũng luôn chọn cái tông nữ để cho em khoe được những cái quãng giọng đẹp nhất của em. Và Dũng làm cái phần khó là hát thấp, sau văn tấu thì hát lên một quãng 8 nó rất là cao, và cuối cùng là chọn cái phần để bè cho em thôi. Yêu bình yên thôi, yêu mãi không rời. Đó cho nên là anh nghĩ là để ngày hôm nay em có mặt ở đây thì nó đóng góp rất là nhiều cái phần công sức của người đội trưởng của em. Dũng đã hy sinh rất là nhiều cho em. Bản thân anh khi mà anh ngồi đây, anh rất là trân trọng cái điều đó. Và đó là cũng một trong những cái yếu tố mà làm cho anh cảm thấy rất là thích những cái tiết mục của hai anh em kết hợp với nhau. Và anh nghĩ là khán giả khi mà nghe cái tiết mục này của hai anh em cũng sẽ rất là thích. Cảm ơn anh ạ.